cô chú anh chị, tôi về nhà Cần Thơ hôm nay em chắc là em sale những cái gọi là ví nhỏ 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 cho quý cô chú anh chị mình có thể mua mình xài vặt vãnh hàng ngày nha. Ví của em vừa về 300-400 cái rất là nhiều. Thì ông chủ em đã lên nói chung là ví to, ví lớn, ví nhỏ có thương hiệu gì đó rất là nhiều cho quý cô chú anh chị nha. Còn riêng hôm nay thì tự nhiên em lục ra em thấy gì đâu mà còn quá trời những cái chiếc ví nhỏ nhỏ. Cho nên em sale cực sốc cho quý cô chú anh chị ha. Bữa họp thì hình như cuối tuần ông chủ em vẫn sale 150 hả? Hôm nay em sẽ có những cái mã gọi là nhỏ xíu cho quý cô chú anh chị, nhỏ nhỏ xinh xinh gọn gọn ha, vải có da có. Em sẽ sale đồng giá như đây ta, đồng giá cho nó dễ mua 100.000 thì số đẹp đó. Nhưng mà đồng giá là có qua có lại đi ha. Đồng giá là 100 đi cho đẹp đi. Em tính là 90 nhưng mà vậy mất công 10.000 nữa ha. 100.000 re-ship đi. 90 thì tính ship là cũng vậy à. 100.000 re-ship cho quý cô chú anh chị ha. Tất cả những cái mã ngày hôm nay chắc chắn là không vừa điện thoại rồi, nhỏ xíu à. Em gom hết trơn toàn bộ nè. Còn họ có những cái trong kia còn á thì em sẽ lên cho quý cô chú anh chị luôn ha. Rồi ở đầu danh sách sản phẩm ngày hôm nay đi. Thấy quá trời những cái mã nhỏ nhỏ. Đây. Một chiếc đựng thẻ nha. Ủa đựng móc khóa chứ. Cũng là theo mã số mình có thể đựng bên đây, đựng chỗ này. Bên trong thì tất nhiên là da thật hết anh em. Lót vải nè. Tay da, lót vải. Ủa sao không thấy mã ta? Bị rớt đầu tiên không thấy cái mã luôn rồi. Lên giùm em mã. Mã này là mã hiệu nè. Có một cái nơ ở phía trước. Rất là đẹp đi ha. Móc khóa 100.000 re-ship, 100.000 re-ship mã nơ, 100.000 re-ship mã nơ, mất tiêu cái mã số rồi. Chiếc màu xanh đựng thẻ, đựng tiền gì đó vân vân. Bên trong lót vải, chỗ này đựng tiền dài ha. Ồ bên trong đẹp quá, mới tinh tươm. Màu xanh này gọi là xanh ngọc thôi. Rồi bên ngoài đó các chị mình thấy ha, 100.000 re-ship là tại vì những cái mã này nhỏ nhỏ thôi, tất nhiên đựng thẻ vừa. Bên trong bên ngoài đều là màu xanh hết ha. Em bán giá ngày hôm nay 100.000 re-ship, trời 220. Rồi em lỡ để vô trong đây rồi, lên giùm em mã 4723. 4723 100.000 re-ship. Xong đợt này ông chủ em ổng đẩy em đi Bình Dương luôn. Một cái chiếc da thật nha, màu đỏ. Ở bên ngoài có ngăn. Có thẻ cứng luôn. Có giá tiền gì. Có hãng này kia ha các chị ha. Rồi đẹp quá. Bên trong lót vải có ngăn có khóa kéo. Em này 100.000 re-ship mã 4757. Tự nhiên hôm nay đầu tuần mà em lại 100.000 re-ship. Tại tự nhiên em lục ra một đống những cái thẻ như thế này. Cho nên em sale. Một chiếc lông màu rất là đẹp. Đó, ở dưới đây là phần lông màu, da toàn bộ hết nha các chị ha. Có chỗ để mình móc vô túi khác nữa nè ha, hoặc móc chìa khóa gì đó. Bên trong đó là lót vải, đựng thẻ, đựng tiền. 100.000 re-ship mã 4858. 100.000 re-ship 4858. Một cái ví cái hiệu này là giống như là Valentino vậy đó, nhưng mà không biết bên trong nó có hay không. Có luôn. Valentino made in Italy, nhỏ mà có vỏ ha. Rồi chỉ có ngăn vậy thôi. Bên ngoài có thêm một ngăn nữa. 100.000 re-ship mã 4898. 100.000 re-ship nguyên cái video ngày hôm nay ha. Có bao nhiêu trên bàn này em quay hết thì thôi, bao nhiêu cũng được, mấy phút cũng được nha. Tại vì còn nhiều ví nhỏ nhỏ quá. Em sắp về ví nữa rồi. Mã này thì đựng thẻ, đựng tiền. Da bên trong là da thật, bên ngoài bên trong là da da thật mà phối cái gì á. Bên ngoài là da thật luôn, màu đẹp nha. 100.000 lên giùm em mã 4806. 100.000 re-ship 4806. Đựng thẻ, đựng tiền. Đẹp. Một cái mốc đựng thẻ của hàng Dior. Đó, đẹp quá. Đây. Bên trong nó như thế này nè cái gì ha. Lên giùm em mã 4894. 4894 100.000 re-ship 4894. Có một cái mẫu ở ngoài bằng da màu xanh như thế này, nó có cái logo nè. Đó, đựng thẻ, đựng tiền. Màu xanh này là cái xanh real. Bên trong Made in China và người ta chủ cũ người ta có dán nhiều nguyên một cái icon.
bên trong như thế này ha, đựng thẻ giùm em. 100.000 receipt mã 4896. 4896. Nói chung là cái video này là video kèm em tự soạn ra thôi ha. Còn nếu chiều em có video nữa thì em sẽ đăng lên video hàng mới về cho các chị ha. Tại hôm nay là đầu tuần mà. Em có một cái chiếc đựng gì cũng được ha, đựng thẻ, đựng gì cũng được ha, tiền gì đó, nó có một cái móc ở đây, logo chỗ này. Cái này đựng gì ta? Thẻ quá. Thẻ trên dưới rồi ha. Rồi vậy thôi. 100.000 receipt mã 4863. 4863 100.000 receipt. Nó nhỏ xinh xinh gọn gọn nhưng mà nhiều khi á nhiều lúc mà mình cần thì không có các chị. Một em của Tommy, vải phối da. Nội cái tát này không là đẹp. Em thường em thấy những cái túi như thế này á là nó nằm trong cái túi khác của hãng á. Cho nên nó nhiều khi á, người ta xài cái túi lớn rồi cái túi nhỏ người ta sẽ bán lại. Tại vì thường dạng túi mẹ bồng con á. Tommy như thế này bên trong á là một em có khóa kéo lót và lót vải. 200.000 receipt của Tommy lên giùm em hôm nay giá bán 100 mã 4580. 4580 100.000 receipt 4580. Một chiếc đựng thẻ tiền gì đó ở trước ngoài nó có một cái nơ khá là đẹp, da vân xước nha, độ mới cao. Ở phía sau có ngăn nữa nè. À còn tát nhiều. Rồi bên trong vậy thôi, đựng thẻ thôi. Trời ơi, nó gọn xinh xinh ha. Thương hiệu dập ở đây. 100.000 lên giùm em mã là 4855. Hôm nay toàn bộ trên bàn này sẽ là 100.000 receipt 4855. Chiếc này trước đi. Da bò mà ở đây da bò hạt luôn ha, dập vân cá sấu, màu đẹp quá. Logo hiệu gì đó. Bên trong lót là lót da. 100.000 receipt mã 4831. 4831 100.000 receipt. Một chiếc vải hàng thương hiệu, vải mà họa tiết giống như là đuôi công. Thương hiệu dập ở đây. Có khá là nhiều ngăn bên trong lót vải y hệt họa tiết ở bên ngoài luôn nha các chị ha. Ôi ơi, nó còn tát luôn mà. Tát Nhật. Em bán 100.000 receipt mã 4872. 4872. Về 3-400 chiếc ví biết nào, bán biết nào hết các chị. Một em đựng thẻ da cực chất luôn. Da y hệt như hàng thương hiệu của cái hình logo cái cây á, Dakota. Đây, à, cái logo của em này. Ôi da mộc nha. Trong đây á, màu nó sáng hơn là nhìn da mộc ở bên ngoài nó lên nước. Và thường các chị mà xài da mộc á, xài đến khi nào chán bỏ, không bao giờ hư. Ít khi nào hư lắm, made in Italy ha. Biết bao giờ nó mới hư được cái miếng da như thế này. Bên trong là nguyên tát hãng như thế này luôn ha chị. Các chị nào mà sưu tầm thì mình lấy mã này đi. Lên giùm em mã là 4886 100.000 receipt. 4886. Em có một em tát nè. Màu xanh navy, xanh xanh navy á, gọi là xanh dương á. Đây, đây bên trong lót da ha, đựng thẻ. Rất là dễ xài, cầm rút ra rút vô thôi. Và một cái ngăn mình để giấy tờ gì đó mà sợ rớt thì để bên trong đây nha. 100.000 receipt mã 4889. 4889 100.000 receipt, nội tiền ship của em không là 30 thì tính ra cái ví có 70.000. 100.000 receipt ha. Em có một chiếc đựng thẻ màu đen dành cho các anh nè, qua da thật phủ bóng ở bên ngoài. Bên trong nè, đựng thẻ khá là nhiều chỗ nha. Rồi, mã này 4565. 4565 100.000 receipt. 4565 100.000 receipt. Để chơi chung với em này đi. Một chiếc em nhớ cái logo này là của hàng Lathat á. Lathat nó có cái logo hình hoa dập nổi như thế này. Rồi. Đây là giống như móc vô trong cái túi nào đó cũng được ha. Bên trong lót vải. Thường những cái em này nó sẽ là nằm túi mẹ bọc con á. Mã này ngày hôm nay da này da thật phủ bóng nha. 4862 100.000, mã 4862 100.000 receipt. 4862. Vậy là mình mua tổng đơn bao nhiêu cũng được receipt hết nha, 100.000 receipt. Em có bọc này đi. Rồi, đây là da mộc. Đó nha. Này đựng thẻ à. Bên trong không lót nó có tới hai lớp rồi. Hai lớp thẻ, thẻ lớn, thẻ nhỏ ha. Rồi. Ủa nhưng mà cái mã số đó. Lên giùm em mã mộc. Mộc 100.000. Ôi ơi cái da này phơm nó mềm. Móc vô trong cái túi khác. Logo em này.
Mình thấy logo hình con cáo. Lên giùm em mã là 4841, 100.000 receipt 4841. 4841. Mã này made in Japan. Bên trong lót là lót nhung. Đó, da luôn nha các chị ha, chỗ này nhung, chỗ này da luôn nè, đừng thẻ. Lên giùm em mã là 4900, 100.000 free ship 4900. Đừng thẻ. 4900 100.000 free ship. Em có chữ H logo ha, đừng thẻ luôn. Da ngoài phủ bóng. Made in Japan. Bên trong lót da. À Agi à. Thương hiệu nha. Mã 4815, 100.000 receipt 4815. À, một cái ví code. Ví móc khóa code nha. Monogram vải da nè. Bên trong ở đây nó có va bắp thời gian nhưng mà thương hiệu code. Cái em này á là trắng sáng bóng hết giùm em luôn. Ví code ngày hôm nay 100.000 receipt mã 4117. 4117 100.000 receipt 4117. Này là của cái nào đó không biết nữa. À, em này chắc đựng mắt kiến ha ta, hay đựng bút viết gì đó. À đựng bút. Bên trong lót da. Made in Germany. Germany là của Đức. Đựng bút viết ha. Lên giùm em mã 4795 100.000 receipt hôm nay. 4795 đựng bút mà sang chỗ này ha. 100.000 receipt. Rồi em này cái họa tiết dốc của Gucci, của LV ha. Gucci LV gì đó. À nó sẽ có dọc. À đựng thẻ quá trời nhiều luôn nha các chị nha. Đó. Ngày hôm nay 100.000 receipt mã 4844. 4844 100.000 receipt. Hôm nay là những vật nhỏ nhỏ xinh xinh. Với móc khóa cái logo này giống của Milano gì? Milatron quá ta. À móc vô vậy ha, móc khóa. Ủa, vậy không phải, này là ví đựng thẻ, bên trong lót lõi nha. Lót này là lót lót nó chỉ lõi nhưng mà nó không có dính gì đâu, nó chỉ bị bay màu thôi. À một ngăn có khóa kéo nhỏ bên trong. Đó, mình gặp lại về giùm em ha, và móc vô trong cái khác mình đựng giấy tờ gì đó, móc khóa xe hay gì đó ha. Lên giùm em chữ lên giùm em mã là mã ví M, ví M, ví M 100 receipt. Một em code. Code này là siêu phẩm nha. Ủa không lẽ code em bán 100 ta? Lỡ để lên đây rồi nó nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Đây là da luôn. Này da cái này chắc hình vát. Trời, 350 của em đây. Bên trong lót vải. Khá là nhiều ngăn ha code. Lên giùm em mã là 4641, 4641 qua nhanh mới được. Trong hàng receipt. Rồi chiếc mọc hàng của Nhật, mọc khắc nha. Màu của nó là màu giống như là màu màu gì ta? Màu xám 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 ghi á. Bên trong lót vải. Còn chỗ này là mình để thẻ nha, cầm móc ra bên trong lót vải thôi. Em bán giá 100.000 ngày hôm nay mã 4522, 100.000 receipt 4522. Nói cái tag này không là biết của Nhật à. Một chiếc của Kate Spade, New York ha. Vải bố chấm bi. Vải bố chấm bi nha các chị nha. Bên trong logo của hãng Skype nè. Rồi, đây. Monogram hết giùm em. Lên giùm em mã là mã Mỹ 100.000 receipt. Rồi màu sắc sặc sỡ đây. À, một chiếc ví thẻ của Longchamp. Longchamp thương hiệu nha, nói tiếng. Ví thẻ của Longchamp. Đây đựng giấy tờ gì đó, bên trong đây đựng thẻ. Da thật toàn bộ, lên giùm em mã 100.000 receipt, mã 4600, 100.000 receipt. Một cái móc khóa của Fula, màu xanh nâu vì đẹp phải da vân xước độ mới cao nè. À, Fula. Mã em Fula này trong ngoài đều đẹp, 100.000 receipt, mã 4759. 4759 100.000 receipt nha. Miu miu hả? Miu miu ha. Miu miu màu đỏ, màu 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 hồng. Trong này khoen khóa phần móc khóa này đẹp nè.
nhưng mà nó dính dơ nha. Bên ngoài á, thì miêu miêu chỗ này nó cũng có dính, nhưng mà đây nó dính là ha. Nhưng mà miêu miêu vậy là mới lắm rồi đó, thường miêu miêu về nó không có được mới đâu các chị ha. À, em bán combo đi, bán cái này tặng này 100.000 mã 4391, tặng thêm một cái ví mộc màu xanh nó. À, ví thẻ mộc màu xanh, có nghĩa là mua combo này 100.000 mã 4393, 4391 chứ, 4391. Mua miêu miêu tặng ví mộc nha, 100.000 hai cái free ship. Một cái em đựng cái này Burberry, nhưng mà đựng chắc là đựng viết hả. Đây, tag bên trong Burberry, chắc đựng viết hay là đựng thẻ gì đó. Lên giùm em mã là 4839, 100.000 receipt, 4839, 100.000 receipt nha. Chị nào mà chị em nào thấy video ngày hôm nay là ngợi lắm luôn á. Bình thường giá 200 mấy, 300 mấy em bán 100.000 Burberry luôn nè, đựng thẻ nha. À, chỗ này bên trong nè, nó mình cạo hết cái phần phun sơn này thì bình thường xài vô tư, nó đã cạo sắp hết rồi. Chỗ này lót da ha. Rồi, lên giùm em mã là 4845, 100.000 receipt. Một cái em của Pau. Ở ngoài có bao bắp thời gian, tuy nhiên da thật đẹp. Đừng thẻ. Bên trong lót vải sạch đẹp. 100.000 mã 4853. 4853, 100.000 receipt. Một em của R, nhìn R này là biết của Roberta rồi ha, da bóng đẹp. Đừng thẻ giùm em ha. Bên trong lót nhung. 100.000 mã 4893. 4893, 100.000 receipt. Một em ví móc khóa code da phối với monogram vải. Bên trong lót vải sạch đẹp. Lên giùm em mã 4884, 100.000 receipt, 4884. Một em da đen, hàng Bottega Made in Italy. Đó, mình thấy cái tag Bottega Made in Italy. Đây, lót bên trong, lót da. Bên ngoài thì nó hơi sờn thôi. Đó, bên trong mới, da thật toàn bộ. 100.000 mã 4869, Bottega mà có 100.000 thôi đó. 4869, 100.000 receipt. Một chiếc là đen phối đỏ, da phủ bóng. Tất nhiên là em này đựng thẻ rồi. Bên trong da lót da phối với lót vải. 100.000 mã 4861, 100.000 receipt, 4861. Một cái ví thẻ chữ S, ngồi da vân xước nè, đẹp quá. Rồi, bên trong lót là lót da luôn. Phần bên trong này lót da hơi dơ nha, tuy nhiên nó rất là chất luôn. Mã 4860, 4860, 100.000 receipt, 4860. Trời, nguyên một cái cơm bồ bọc mà màu sắc sặc sỡ. Một em logo hình giống như của polo quá ta, chắc polo quá. Hàng gì nè, đẹp quá. Bên trong lót da luôn. Các chị các anh mình lấy cái này đi, hàng hiệu á. 100.000 receipt, mã 4770. 4770. Một chiếc bóc khóa của Samatha Namasa, thương hiệu của Nhật. Em này nó có một cái logo đẹp quá. Bên trong lót da. Rồi, em bán 100.000 receipt, mã 4811. 4811, 100.000 receipt. Hunting work. Da nha. Thường hunting là cái phần màu xanh này nó sẽ là vải, còn em này là da luôn. Móc khóa nha các chị, bên trong lót da. Phần lót thì nó rất là chất, nhưng mà nó hơi dơ thôi ha. Hàng thương hiệu của Italy. Lên giùm em mã là 4829, 100.000 receipt. Ôi các chị các anh mình sang hàng hiệu đi, sang em này đi ha. Một em đựng thẻ. Da thật toàn bộ hết nha. Nó có họa tiết rất là xinh, họa tiết mùa hè. Lên giùm em mã là 4858, 100.000 receipt, 4858. Trời ơi, lọt đâu em chờ lé này vô. Chờ lé. Đó lẽ là không có sale đâu. Ở bên ngoài chỉ dính một chút xíu thôi, còn lại da rất là chất. Đựng thẻ khá là nhiều, đựng tiền dài. Bên ngoài có ngăn. Ngăn này để đựng giấy tờ gì nè các chị. Đó. Hàng chờ lé của Paris. Em bán 100.000 lên giùm em mã là 4828, 100.000 receipt, 4828, 100.000 receipt.
Em có một cái của Fula màu vàng, màu trắng trắng vàng, đường viền này cái màu hơi đậm hơn, còn lại tất cả ok. Bên trong lót và lót lót vải, lên giùm em mã Fula trắng, mã Fula bởi vì mã Fula trắng giùm em 100.000 receipt, mất tiêu cái mã số. Fula trắng 100.000 receipt. Một em móc khóa, ối một em đựng thẻ, hàng có thương hiệu, hồi để lên gì giống mình đựng mỹ phẩm đó. Bên trong lót da, bên ngoài da thật, 100.000 receipt mã 4899, 100.000 receipt mã 4899 một em. Sakeo thương hiệu nổi tiếng của Nhật, Sakeo viết móc khóa Sakeo, bên trong đẹp ha, vải phối da, phần móc khóa còn y sinh. Lên giùm em mã là 4785, 150. Ủa quên, 100.000 receipt ngày hôm nay chứ, 4785. Một cái ví móc khóa là chất rất là đẹp luôn, hàng của Gu Italy. Cái chất đẹp nhưng mà độ mới không cao nha. Đó, cái chất nó rất là cứng, cứng cáp luôn á. Đây, nó chỉ còn có ba cái nấc đựng móc khóa thôi. Cái này mình sưu tầm ha. Lên giùm em mã là Gucci. Gucci em này đi. Gucci. Mã gu nha, gu xịn 100.000 gu xịn. Này em tặng kèm đi, không bán, tặng kèm theo em này đi. Bên trong lót vải, bên ngoài là da màu nâu nha. Lên giùm em mã là 4878, 4878, 100.000 receipt, tặng kèm cái em gu gu này không được mới, không bán tặng. Một em màu đỏ đựng thẻ, da thật phủ bóng. Đây. Lên giùm em mã là 4003, 100.000 receipt 4003. Thôi lên em, tại vì cái mã nó bị hơi dơ rồi, lên em mã đỏ 100.000 receipt. Thương hiệu nè các chị, màu cam đựng thẻ quá. À, đựng thẻ bên trong là nguyên miếng da như thế này. Lên giùm em mã là 4901, 100.000. Đựng gì đựng các chị, mình đựng gì đựng ha. 4901, 100.000, có chứng nhận da thật gì luôn á. 100.000 receipt. Mình tam giác mình làm sưu tầm ha. Rồi, phần cuối cùng còn nhiêu đây? Một em của Rosobinaka gì nè, da thật toàn bộ. Bên trong lót là lót da luôn, màu hồng. Lên giùm em mã 4848, 100.000 receipt 4848. Một em nó có cái hình trái tim, hàng của Victoria Series. Ồ, đẹp quá. Màu hồng. Đường thẻ nha các chị ha, nó còn nguyên cái tag nè ha. Hàng đúng chuẩn ao luôn. 100.000 lên giùm em mã 4825, 100.000 receipt 4825. Một cái em đúng chất mùa hè, hoa lá gì da ha. Thương hiệu nó dập của New York nè. Rồi, bên trong nguyên miếng da luôn, đẹp. 100.000 lên cho em mã 4888, 4888, 100.000 receipt 4888. Một em đựng thẻ đựng tiền gì đó, hàng thương hiệu màu tím ha. Đây, quá trời ngăn đựng thẻ luôn. Đây, ngăn nữa nè. Lên giùm em mã là 4887, 100.000 receipt 4887. Một chiếc radar vải, độ mới không cao, tuy nhiên nó là hàng thương hiệu. Lên giùm em mã radar là mã là 4720, 100.000 receipt 4720. Lên giùm em một combo này đi, combo một cái da lươn, một cái da đà điểu. Cái da lươn là da đà điểu, móc khóa hết giùm em ha. 100.000 receipt mã là 4548. 4548, 100.000 receipt nguyên một combo nha, mua hai cái, mua hai cái có 100.000 receipt luôn. Rồi, em có hai mã tặng, một là mã tặng cái móc khóa Fula, cái đựng giấy tờ Fula. Ủa,
Vậy cái này là có mã rồi, vậy em bán cái này em tặng cái ví nam đi. Này, hula, ra đường thẻ. Lên giùm em mã 4885, 100.000 free ship. Tặng thêm cái anh này, này phía trong nó bị hư ha, cho nên nó tặng kèm không bán. Rồi. 4885 free ship. Rồi, em này cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi cái video sale của em.